Hello tất cả các anh nhá. Hôm nay trong trận thiên tử ngày hôm nay thì em may mắn được bên tuổi cho một cái lệnh bài và em được vào trận thiên tử đánh cùng với ban tuổi. Và tiện đây em xin phép em review ác anh Hạo Dân. Anh hôm nay đánh trận thiên tử hôm nay thì anh ấy đi theo đường nỏ. Còn đánh Tống Kim thường thì anh đánh theo đường nhiếp hồn. Bây giờ em xin phép em được vào review luôn nhá. Quả nỏ đầu tiên, quả nỏ Thiên Quang, Mãn Thiên Vũ, Hoàng Kim môn phái. Hoàng Kim môn phái của đường môn. Anh ấy có những mình là nội lực 151, 351, tốc độ đánh 36, sát thương vật lý ngoại công 139, sát thương vật lý ngoại công 58 điểm, hút nội lực 6, tâm nhãn 3. Cái này gọi là mắc của mắc rồi các thầy. Mắc binh luôn rồi gì nữa. Đạt mốc rồi. Quả lỏ này là đạt mốc rồi các thầy. Mốc con này là bao nhiêu nhỉ? Cái này là nhất kỷ. Nhất kỷ một cấp này, áo là hai cấp là lên 5 cấp rồi, anh 6 cấp tâm nhãn liền cơ, anh ở vòng quốc chủ là 6 cấp tâm nhãn nữa cơ. Là vượt mốc hình như là mốc 15 mấy à, đúng không? 15 mấy à? 156 à? Ồ, đúng rồi, hình như 156 hay sao ấy. Và quả nón thủy sinh lực 8, sinh khí 11, thể lực 16, choáng 40 và kháng hỏa 24. Xét nhu tình cực phẩm rồi. Dây à chưa chưa phải dây cực phẩm đâu, dây thường, nội lực 194 97, làm chậm 40, áo cực phẩm. Quả đai lưng hệ hỏa, nội lực 42, làm chậm 30, sinh lực 33 và vào thủ lý 17. Quả đai lưng này cũng khá là đẹp. Quả đai lưng này khá là đẹp, hình như em nhớ hiện tại là hình như đai làm chậm 30, hình như có mỗi cái đai này là đẹp thôi, hình như có mấy đai khác không được đẹp lắm đâu, hình chỉ có làm chậm 20 thôi. Quả nhẫn nhu tình bình thường nội công 21. Ngọc bội nhu tình cực phẩm, phòng thủ vật lý 25, sinh lực 50. Quả nhẫn kháng hỏa 19, choáng 40. Quả bao tay thân pháp 9, sinh lực 172. Ui, quả bao tay ngon chưa? Phòng thủ vật lý 22, nội lực 40, làm chậm 30. Ui, bao tay đẹp thế. Bao tay quá là đẹp luôn này các thầy ơi. Và quả giày sinh lực 55, thân pháp 8, tốc độ di chuyển 30, làm chậm 40. Ui, nội lực 3 con 1 và phòng thủ vật lý 13. Wow, quả giày đẹp, quả giày này lô 1 luôn này các thầy này. Quả giày này hiện tại là lô 1 luôn này. Long bào kháng tất cả 10 cấp 2 này. Quả xe tăng cấp 1, quả long bào này là hết 12k vạn bảo châu đấy các thầy nhá. Nên ép lên cấp 2 là mất 12k vạn bảo châu đấy. Con ngựa thần mã bôn tiêu bảo hộ, sinh lực 500, thể lực 1000. Xuống ngựa không mất máu này. Anh ấy sở hữu cho mình được 40 làm chậm này. 30 30 là 60. 60 là 100 làm chậm. 100 140 làm chậm. 140 làm chậm và 40 choáng. 80 choáng. 9 11 là 20, 20 thân pháp này. 20 28 điểm thân pháp. 140 làm chậm này, 80 choáng này. Và đúng không? 11 9 20 28 điểm thân pháp. Cái ác này thì thật sự ra là nó quá là mắc mắc của mắc binh rồi các thầy. Phòng thủ vật lý cũng cao. 13 13 17 là 30, 30 52. 52 là với 25 nữa là 70. Ủa? 30 52, 52 với 25. 77 77 với 10 là 87. 87 mà cấp anh ấy là cấp 110, 7 cấp một phát hình như là anh ấy vẫn được mốc 75 không? Được 75 phòng thủ vật lý không? Hình như được 75 phòng thủ vật lý đấy. Hình như anh được 75 phòng thủ vật lý đấy và mốc kháng cao. Ác này hiện tại đang là ác lô 1 đường môn này. Bây giờ là anh ấy mặc set đồ này vào là hiện tại là lô 1 đường môn này và anh ấy còn sở hữu cho mình thêm một quả băng hàn nữa là tốc độ đánh 57 cũng tâm nhãn 3 cấp. Quả băng hàn đấy mới là cái quả mắc binh của mắc binh luôn có thể, nhưng mà anh ấy không đeo ở đây. Anh ấy không đeo ở đây. Con này nếu mà em nhìn với cái lượng đồ này em đoán chắc chắn nó phải trên 7k lực tay mất. Con này chắc phải trên 7k lực tay luôn. Anh sẽ tăng full full dam lên chắc tầm 7k lực tay. Dã man thật. 158 đúng rồi, mốc 158. Em xin phép được tạm dừng clip của anh Hạo Dân ở đây nhé. Anh em nào có nhu cầu xem những cái ác nào nữa thì các anh comment phía bên dưới, bởi vì bây giờ là bắt đầu ra Hoàng Kim môn phái thì tất cả nhiều anh em người ta sẽ bui lại ác. Các thầy là muốn em review lại ác nào,
Các thầy cứ comment ở phía bên dưới. Em tiện thì em sẽ review luôn nha các thầy nhé. Bye bye các thầy, hẹn vào những cái thầy vào những clip tiếp theo nhé. Bye bye các thầy.